mùa nào thì cũng có thể đi du lịch Đà Lạt. Nếu như bạn không muốn đi tour du lịch Đà Lạt trọn gói vì gò bó thời gian, thì sao không thử một chuyến du lịch Đà Lạt tự túc để trải nghiệm tuyệt vời nhất chứ? Ai mà chưa có kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt tự túc thì hãy theo chân blog du lịch đi một hành trình khám phá Đà Lạt thật vui trong video này nhé. Hãy cùng tìm hiểu về các tuyến tham quan Đà Lạt tiện nhất trong ngày. Những người lần đầu đi du lịch Đà Lạt thì chưa biết sắp xếp lịch trình như thế nào cho hợp lý vì có rất nhiều địa điểm du lịch Đà Lạt. Chính vì thế, blog du lịch sẽ gợi ý đến các bạn những lịch trình khám phá Đà Lạt, chơi được nhiều điểm nhất trong ngày nhé. Hướng về đèo Tà Nung, đi các điểm làng hoa Vạn Thành, cà phê Mê Linh, biệt thự Giao Hưởng Xanh, trang trại nuôi dế, thác voi, chùa Linh Ẩn. Hướng theo suối vàng làng Cù Lân thì tham quan nhà thờ Domaine de Mary, núi làng Bì An, thung lũng vàng, ma rừng lưỡi quán, suối vàng, làng Cù Lân, đồi cỏ hồng vào tháng 12. Nếu các bạn đi theo hướng đường Mai Anh Đào thì có thể check in các địa điểm như là Thiền viện Vạn Hạnh, vườn dâu tây Chú Hùng, Hiệp Lực, khu trồng dâu đường Thánh Mẫu, thung lũng tình yêu, XQ Sử Quán, vườn cà chua Nhật, dừa Pepino. Hướng theo đèo Brent thì đi các điểm như là đồi Robin Cáp Treo, thác Đa Tanh La, thác Brent, khu du lịch Trúc Lâm Viên, cánh đồng hoa Tam Giác Mạch Đà Lạt Miêu, thác Bông Gua, chùa Linh Quy Pháp Ấn. Còn theo hướng xuống hồ Tiền Lâm thì tham quan được các điểm như là Dinh Bảo Đại Dinh Ba, Crazy House, Thiền viện Trúc Lâm, hồ Tiền Lâm, đường Hòn Đất Sét. Hướng đi Trại Mát, đồi chè Cầu Đất thì sẽ chụp hình được ở ga Đà Lạt, Dinh Hai Đà Lạt, Dinh Một Đà Lạt, chùa Tàu, chùa Linh Phước, đồi chè Cầu Đất, đèo Grand, cung đường ngắm hoa Giả Quỳ. Còn theo hướng khu trung tâm Đà Lạt thì sẽ đến được chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương, vườn hoa thành phố, quảng trường Lâm Viên và nhà thờ Con Gà. Vậy thì đi du lịch Đà Lạt bằng phương tiện gì? Có rất nhiều phương tiện đi Đà Lạt, mỗi loại lại có chi phí khác nhau và thời gian di chuyển khác nhau, cho nên phù hợp với đa số mọi đối tượng khách. Các loại phương tiện đi du lịch Đà Lạt tự túc phổ biến nhất như là đi máy bay du lịch Đà Lạt. Vé máy bay đi Đà Lạt dao động từ khoảng 500.000 đồng cho một người một chiều với thời gian bay chỉ khoảng 1 tiếng. Đi Đà Lạt bằng xe giường nằm là phương án tiết kiệm vì chỉ mất khoảng 250.000 đồng cho một người một chiều là các bạn có thể lên tới Đà Lạt rồi. Thời gian di chuyển thì khoảng 6 đến 8 tiếng. Và các bạn cũng nên chọn xe giường nằm đi Đà Lạt vào buổi tối để tiết kiệm thời gian đi nha. Đi phượt Đà Lạt bằng xe máy thì rất thích hợp cho những nhóm bạn trẻ thích khám phá và ưa tự do. Chi phí xăng xe cho mỗi chiếc là khoảng 300.000 đồng. Chia ra chỉ khoảng 150.000 đồng cho một chiều thôi đấy. Thời gian đi Đà Lạt bằng xe máy thì tùy theo thời gian nghỉ giữa chặng của từng nhóm nữa. Dao động là từ 7 đến 9 tiếng là vừa nha. Đi du lịch Đà Lạt mùa nào đẹp nhất? Thời tiết ở Đà Lạt khá ôn hòa và ổn định quanh năm. Chỉ có vài thời điểm trong năm, Đà Lạt lạnh hơn bình thường. Và khi đó cũng là lúc Đà Lạt đón tiếp rất nhiều khách du lịch. Nhưng các bạn cũng có thể đi du lịch Đà Lạt vào những thời điểm bất kỳ trong năm đều được. Đi du lịch Đà Lạt từ tháng 1 đến tháng 4 là mùa của hoa mai anh đào, hoa ban, hoa cẩm tú cầu, hoa mimosa, hoa tam giác mạch, hoa phượng tím nở rực trời. Còn các bạn đi Đà Lạt từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa mưa của Đà Lạt, nhưng vẫn thu hút khách du lịch đến để nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, được ngồi xâm vầy bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, được thưởng thức những xiên nướng nóng hổi tại chợ đêm Đà Lạt. Còn nếu các bạn đi Đà Lạt từ tháng 10 đến tháng 12, lúc này Đà Lạt bước vào mùa đông với cái lạnh tê tái, cho nên thích hợp cho những đôi tình nhân đến đây để được ôm ấp nhau thật ấm áp và tình cảm. Dù rằng đi Đà Lạt mùa nào, các bạn cũng đều có những trải nghiệm đặc biệt nhất. Mỗi lần đi du lịch Đà Lạt lại cho mình một ký ức rất riêng, không lần nào giống lần nào. Các bạn có cảm thấy giống thế không? Đi du lịch Đà Lạt tự túc thì nên ở khách sạn nào? Đà Lạt là thành phố du lịch phát triển bậc nhất ở Việt Nam. Đà Lạt cũng được mệnh danh là địa điểm du lịch Việt Nam hot nhất. Cho nên đi du lịch Đà Lạt, các bạn sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về các loại phòng khách sạn tại Đà Lạt đâu. Kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt tự túc là các bạn hãy tranh thủ đặt phòng khách sạn Đà Lạt càng sớm càng tốt để chọn cho mình nơi ở ưng ý nhất với chi phí rẻ nhất nha. Giá phòng nhà nghỉ bình dân tại Đà Lạt dao động từ 300 đến 500.000 đồng cho một phòng. Gợi ý cho các bạn như là nhà nghỉ Tuấn An, khách sạn Ngọc Mai Phú, khách sạn Hải Uyên, khách sạn Tuấn Vinh vân vân. Giá phòng khách sạn 2 sao ở Đà Lạt khoảng từ 400 đến 600.000 đồng cho một phòng. Một số khách sạn 2 sao ở Đà Lạt tốt nhất như là Đà Lạt Eco Hotel, Chivas Đà Lạt Hotel, Adapan Hotel,
Tulip Hotel 3, v.v. Giá phòng khách sạn 3 sao tại Đà Lạt từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng cho một đêm, như là Đà Lạt Boutique Hotel, Phố Hòa Hotel, Rose Valley Đà Lạt Hotel, rồi Đà Lạt Hotel v.v. Đặt phòng khách sạn 4 sao tại Đà Lạt có giá từ 800.000 đồng đến 1.500.000 đồng cho một phòng. Gợi ý khách sạn 4 sao ở Đà Lạt giá tốt như là King's Hotel Đà Lạt, Terracotta Villa Hồ Tiền Lâm, La Sabinette Hotel, Hotel Colin, Đà Lạt Wonder Resort, Sunny Đà Lạt Hotel v.v. Kinh nghiệm đặt phòng khách sạn 5 sao ở Đà Lạt thường có giá từ 1.500.000 đồng trở lên. Các bạn có thể chọn khách sạn 5 sao ở Đà Lạt như là Anna Mandara Villas Đà Lạt Resort and Spa, Dallas LMC Lake Resort and Spa, Dallas Ballast Heritage Hotel, Đà Lạt Hotel v.v. Ăn gì ở Đà Lạt, đi Đà Lạt mua gì về làm quà. Đi du lịch Đà Lạt, ai mà kiềm chế nổi cái cơn thèm thuồng những món ăn ngon nhất Đà Lạt và mua về làm quà những món đặc sản Đà Lạt thơm ngon, chẳng hạn như là bánh ướt lòng gà Đà Lạt, bánh căn Đà Lạt, nem nướng Đà Lạt, bánh tráng nướng Đà Lạt, bún bò Huế Đà Lạt, ốc bươu nhồi thịt, lẩu bò Avatar, lẩu gà lá é, bánh mì xíu mại v.v. Trước khi đến một quán ăn ở Đà Lạt nào bất kỳ để thưởng thức, thì kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt không chặt chém là các bạn cũng nên xem review về nhà hàng đó trên mạng như thế nào nha. Các bạn cũng nên tham khảo để biết được quán nào hay chặt chém thì né ra nhé. Ở đâu thì cũng thế thôi, ở đâu thì cũng có những hàng quán chặt chém và những hàng quán bán đúng giá. Nếu như mình muốn có một chuyến đi du lịch Đà Lạt tự túc, tiết kiệm mà vẫn thật vui, thì tốt nhất là các bạn cũng nên xem thử một số review, sau đó chọn lọc ra những review nào mà mình có thể tin cậy được. Đi Đà Lạt mua gì làm quà thì cũng hợp lý hết. Thử dạo một vòng chợ đêm Đà Lạt, các bạn sẽ thấy hằng hà sa số những món quà đặc biệt của Đà Lạt, chẳng hạn như là bánh kẹo, trái cây sấy, bơ Đà Lạt, hồng trâu Đà Lạt, khoai lang mật, hoa artichoke, nước cốt Đà Lạt và rượu vang Đà Lạt. Vậy là blog du lịch vừa gửi đến các bạn cẩm nang du lịch Đà Lạt tự túc ngắn gọn nhất rồi đó. Hy vọng sẽ đủ để các bạn tự thiết kế cho mình một hành trình du lịch Đà Lạt thật vui và nhiều trải nghiệm nha. Đà Lạt mùa nào thì cũng có nét đẹp riêng, không lẫn vào đâu được. Cho nên hãy cứ tranh thủ bất kỳ lúc nào thấy rảnh và thấy nhớ Đà Lạt quá thì làm một chuyến du lịch Đà Lạt tự túc vài ngày đỡ thèm nha. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.